Xin kính chào tất cả mọi người. Vâng, đồ gỗ nội thất cao cấp Sáng Trang xin kính chào toàn thể quý vị, quý hàng thân yêu. Và hôm nay cơ sở chúng tôi lại review tiếp tục anh chị em ạ. Đấy, với một siêu phẩm mới đến từ cơ sở xưởng đồ gỗ nội thất cao cấp Sáng Trang. Và trước mắt quý vị, đây là một siêu sản phẩm. Đó là một chiếc giường, quý vị anh chị em ạ, một chiếc giường. Chiếc giường này có tên gọi, mọi người vẫn hay gọi là giường hồng. Như quý vị anh chị em đã biết, trong tất cả các mẫu giường thì mẫu giường hồng là một trong những mẫu gây nhiều cảm xúc nhất cho người dùng. Đó là gì? Nó toát lên một vẻ sang trọng, thanh lịch cũng như đẳng cấp của gia chủ khi chơi những chiếc giường như thế này. Và không để quý vị anh chị em chờ lâu, một chiếc giường tuyệt vời như này có thông số kỹ thuật đó là 1m8, 2m, và được cơ sở chúng tôi hoàn thiện trực tiếp tại xưởng. Và chất liệu để tạo nên một siêu sản phẩm này được cơ sở chúng tôi làm từ gỗ hương đá, quý vị anh chị em ạ. Đấy, và toàn bộ đây ạ, đầu cao của giường được cơ sở chúng tôi quét mẫu CNC và có sửa tay, quý vị anh chị em ạ. Toàn bộ những sản phẩm của đồ gỗ nội thất cao cấp Sáng Trang đều được quét CNC hết. Với những sản phẩm như này, để làm sao CNC thì nó một cái ưu điểm, đó là tạo những đường thoái vô cùng dẻo, có độ đều bằng nhau. Và sau đó những bông hồng này cơ sở chúng tôi sẽ cho sửa tay bằng những thợ tay nghề cao của xưởng làm. Và đặc biệt hơn nữa, với những chiếc giường như này, cơ sở chúng tôi tư vấn cho bác. Đấy anh chị em ạ, tư vấn cho bác đó là gì, làm gì? Mặt, đây là mặt liền tấm, quý vị anh chị em ạ. Đấy, và những cái mặt giường như này được cơ sở chúng tôi tư vấn rất nhiều. Đấy, mỗi một cái mặt giường nó đều có một ưu nhược điểm riêng. Ví dụ như mặt liền tấm này có một cái ưu điểm rất lớn, đó là gì? Về độ thẩm mỹ thì nó quá tuyệt vời luôn, bởi vì nó là liền cả một tấm. Và đặc biệt khi nào với điều kiện cả mùa hè như thời tiết của mình như này thì mọi người dùng có thể bỏ đệm ra và chúng ta có thể nghỉ ngơi như là một tấm phản, quý vị anh chị em ạ. Và lâu cũng sạch sẽ hơn. Đấy là cách dọn vệ sinh. Và chiếc giường này có thông số kỹ thuật của thành giường. Đấy, dày 5 phân. Đấy, đây quý vị anh chị em có thấy này, toàn bộ thành giường vân trần tự nhiên. Và với những mẫu giường như này được cơ sở chúng tôi làm rất nhiều. Như hôm trước tôi có review một chiếc giường theo lối tân cổ điển. Và hôm nay cơ sở chúng tôi lại tiếp tục lên một đơn cho một bác khách. Và bác ở xa lắm ạ, mã tận trong Quảng Ngãi cơ, như vô cùng tin tưởng cơ sở chúng tôi đặt đồ. Đấy, và cũng vô tình bác xem kênh YouTube đồ gỗ Sáng Trang và thấy được cơ sở chúng tôi làm những đồ, và bác đánh giá năng lực của chúng tôi. Và một sự hữu duyên đó là hai bên đã gặp nhau, và hôm nay thì tiện đây đằng nào chúng tôi cũng giới thiệu cho bác và cũng quay clip để anh chị em có thể biết đến được những sản phẩm từ đồ gỗ nội thất cao cấp Sáng Trang. Như quý vị anh chị em thấy này, đây em có thể quay cận cảnh toàn bộ. Đấy, đầu thấp thì liền đầu cao. Đấy, đầu cao của giường đây anh chị em thấy này, rất dày dặn chắc chắn. Đặc biệt với dòng nội thất như thế này, anh chị em kê phòng ngủ thì vô cùng sang trọng, có tông màu cam, màu hồng, vân trần tự nhiên. Và một lần nữa, đồ gỗ nội thất cao cấp Sáng Trang luôn luôn với một phương châm mang đến những sản phẩm ưu việt nhất, có tính chân thật nhất tới toàn thể quý vị anh chị em. Và rất mong quý vị anh chị em luôn luôn ủng hộ, đăng ký kênh đồ gỗ Sáng Trang để sớm nhận được những sản phẩm, những video, những sản phẩm mới nhất từ cơ sở chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn, chào thân ái.